Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Chân Tâm. Thì hôm nay Minh Khoa đang có chuyến công tác đi thăm các vườn bưởi da xanh làm bông bưởi Tết năm 2023. Và hôm nay thì Minh Khoa ghé ở đây là xã Bình Phục Nhất của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để thăm một vườn bưởi da xanh làm bông theo quy trình của công ty Nông Tâm, làm bông bưởi truyền nha bà con. Và hiện tại thì cây của mình là đã xịt xong bước thứ 6 rồi, trải qua bước 6 bước tạo mầm. Và hiện tại thì đang là lạc lá, nhân công lạc lá thì đang ở dưới kia. Và mình qua quay video này để cho bà con xem là cái kết quả làm bông theo quy trình, cũng như là chia sẻ một số cái vấn đề về lạc lá cũng như là kích bông và dưỡng bông. Thì cái điều kiện để bà con mình lạc lá là bà con để ý đối với những vườn của mình, khi mà mình tạo mầm xong, các bước KNO3 xong mà cây của mình nó nhú hoa tự nhiên khoảng độ 20% của vườn, có nghĩa là trên cây của mình á, cây nào nó cũng có nhú hoa như thế này hết, mà một ít cái thì như vậy là cây mình nó đã tạo mầm đủ rồi. Tại vì khi mà mình phun tạo mầm á, đã đủ cái cây mình, cái cành nhện nó đã đủ già, đủ phân hóa mầm hoa thì nó sẽ ra tự nhiên những bông như thế này. Thì đối với những vườn thế này thì bà con mình đưa vào lạc lá rất là yên tâm luôn, tỷ lệ ra hoa là đạt trên 90%. Nên bà con nhìn đây là những cái cây mình ra hoa tự nhiên ở đây, hoa rất là đẹp ha. Vườn này của mình ra hoa không nhiều nha. Đối với quy trình làm bông mà mình làm theo cái chuẩn của công ty Nông Tâm thì bông của mình ra nó sẽ không có nhiều bông đâu. Một chùm bông như vậy á, nó chỉ khoảng độ là từ 3 cho tới 5 bông thôi. Chùm nào nhiều nhất mới là 6 bông. Tại vì nếu mà cái cây của mình nó ra bông càng nhiều thì nó sẽ càng ít lá. Và càng ít lá thì cái bông của mình nó sẽ không mập, không khỏe. Cuống nó sẽ không dai, và cũng như là sau này đến lúc mà mình thu hoạch trái thì cái trái của mình nó sẽ không có cành lá. Và hiện tại ở đây là mình thấy bông mình ra rất là mập ha. Đây những cái chùm hoa ra tự nhiên. Vườn này thì đang tiến hành lạc lá nha, đang tiến hành là công đang lạc lá dưới kia. Thời tiết hiện tại thì mưa rất là nhiều ha. Vừa rồi thì mình phun xong các bước thì qua mấy cây mưa, nhưng mà vườn này của mình thì cũng không, chưa có đi đọt. Và lá hiện tại thì trên cây của mình rất là dày và giòn nha. Thì mình bóp lá thì bà con có thể nghe được cái tiếng kêu của nó bóp rất là giòn ha. Thì vườn này thì bắt đầu mình tiến hành là mình bấm kênh nhện và mình lạc lá thôi. Thì mình Khoa cũng nói sơ qua một chút về cách mà bà con mình lạc lá với lại bấm kênh nhện. Thì đối với những cái vườn bưởi tơ, vườn bưởi này thì năm ngoái là đã thu một cái lứa trái bói rồi, khoảng mười mấy tấn, 15-16 tấn. Năm nay thì bắt đầu là lứa thứ hai. Thì mình đối với những cái vườn mà đã có kinh doanh rồi thì mình ít cái cành để lạc lá hơn. Tại vì lúc này cành nhện mình đa số là nó dài và nó có những cái chùm non trên này. Thì những chùm non này thì nó không ra bông được. Dù bà con mà đặt tay vào lạc lá ở đây thì nó sẽ không ra bông đâu. Cho nên nó không tạo mầm hoa. Mầm hoa là nó tạo dưới này. Thì để mình nhanh thì mình chỉ đặt tay vào mình bấm đi nha, những cái cành này. Hay là những cái cành ở trên này cũng vậy. Đây, mình chỉ bấm ở đây thì nó sẽ ra hoa. Còn đối với những cái cành này thì mình phun, nó đã cây của mình nó đã phân hóa hoa tốt rồi thì nó tự nhú hoa luôn. Đây là hoa, lá nó tự rụng và nó tự nhú hoa luôn. Rất nhiều cành nhện là bây giờ đã rụng hết rồi. Còn cái những cái cành này thì đó là những cái cành mà lúc trước nó ra bông thời gian gần đây và nó rụng rồi. Thì những cái này thì mình có thể mình bấm đi một phần để mà ra bông ở tầng dưới này. Ở đây chủ yếu là những cái cành nhện dài, những cành nhện dài mình cắt. Như cái vườn của anh Đạt ở Tây Ninh ở trên kia thì là cái cành nhện mình nó ngắn và nó là lá nhiều. Thì chủ yếu là mình lạc lá, còn với những vườn này là mình tiến hành mình bấm thôi chứ không có lạc ha. Đây mình cũng bấm. Bà con mình lưu ý không bấm sâu quá nha. Một cái cành dễ nhà như thế này thì hoa là nó tập trung ở những cái vị trí này. Ví dụ bà con mình đặt tay vào đây, bà con mình bấm vào đây là mất luôn cái phần mà mầm hoa nhiều nhất ở trên này. Cho nên là bà con mình đừng có bấm sâu, mình bấm ở đây thì nó sẽ ra cành hoa ở trên những cái cành nhện này. Giai đoạn này thì có rất nhiều bà con mình thắc mắc là giai đoạn này mình đã bón phân để rước bông được chưa. Thì đối với những cái vườn mà nó vừa nhú hoa như thế này và mình đang tiến hành lạc lá thì lúc này mình chưa có vội bón phân nha bà con. Thì mình sẽ chờ sau khi mình lạc lá xong. Mình lạc lá xong thì mình sẽ phun, mình phun kích mầm hoa ha. Mình phun bằng sản phẩm là kích mầm hoa cộng với lại bo ga ba và cái ra hoa đồng loạt. Thì ba sản phẩm này nó chứa lân, lân đã hoạt hóa để kích thích mầm hoa. Cũng như là mình có chứa bo. Giai đoạn mà sắp hình thành mầm, sắp cái hình thành cái chùm hoa này á, nó rất cần rất là nhiều bo. Cho nên mình phải bổ sung bo để mà giúp hình thành hoa cũng như hoa mập, hoa khỏe nha bà con. Ra hoa đồng loạt thì nó là những cái chất phytohormone và trung vi lượng để giúp cho hoa mình nó ra đều, ra đồng loạt. Thì mình lạc lá xong, mình phun kích mầm hoa hai lần. Thì khoảng độ từ lúc mà lạc lá tới lúc mà nó nhú hoa nó kéo dài khoảng độ 15-20 ngày. Tùy vào thời tiết,
và tùy vào cái lực của cây mình mà nó ra nhanh hay chậm. Thì trong 15 ngày này mình chỉ có là phun 2 lần cái kích mầm hoa thôi. Và nếu như mình thấy nhú hoa thì mình có thể, hoặc là nhú đọt thì mình có thể cộng thêm lại thuốc sâu hoặc là thuốc bảo trị vào để mà phòng những con sâu và những con kích thúc, nó kích thúc những cái chồi bông này của mình. Còn mình chưa bón phân. Sau khi mà hoa của mình nó đã lú đều và nó đã tượng hoa thì mình thấy lúc mà cái hoa này nó còn nhỏ thôi chứ chưa cần nó lớn như bây giờ đâu ha. Mình khi mà cái hoa mình nó nhú được một khúc thì mình sẽ thấy là nó hình thành những cái hạt gạo ở giữa những cái nách lá này. Thì lúc đó mình xác định toàn bộ là hoa rồi, thì lúc đó bà con mình có thể tiến hành là mình bón phân để mà rước hoa. Thì bón phân rước hoa mình có hai cái mình cần phải bón, đó là mình bón NPK. NPK là 3:18 cân bằng ha. Mình sẽ bón 3:18 cân bằng đó, để mà giúp cho cái cây của mình nó không có đi đọt mạnh. Ở những video trước thì mình qua cũng nói rồi, nếu như mình bón phân mà đạm cao quá thì cây mình nó sẽ lú đọt rất là mạnh, thì sẽ ảnh hưởng tới quá trình của cây của mình nó ra hoa và đậu quả. Thì mình bón 3:18, mình sẽ bón mỗi một cây như vậy khoảng độ tầm 200-300 gram thôi. Mình không có bón nhiều nha bà con, bón nhiều thì cây mình nó sẽ bị sốc phân, nó sốc dinh dưỡng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới quá trình ra hoa đậu trái. Sau khi mình bón cái NPK xong thì lúc này đồng thời hoặc mình bón cùng lúc luôn cũng được, thì bà con mình bón cái trung vi lượng rất là cần thiết để mà chống méo quả lệch tâm. Thì mình sẽ dùng cái mít combi để mình rải gốc ha, mỗi một gốc như vậy. Năm nay thì đối với vườn này mình đặt mục tiêu là mỗi một cây sẽ lấy khoảng độ tầm 50 trái bưởi da xanh, năng suất nó tương đương khoảng tầm 75 kg một cây. Thì mình sẽ bón khoảng độ là 500 g mít combi để mà chống méo quả lệch tâm. Cái này thì Minh Khoa đã nói ở rất nhiều cái video trước rồi, khi cây của mình ra hoa nó cần một cái lượng trung vi lượng rất là lớn. Trung vi lượng ở đây là canxi, magie, bo, kẽm, rồi đồng, mangan, molybden, rất là nhiều cái vi dưỡng chất đó. Thì trong phân NPK hoặc là trong phân hữu cơ nó không chứa đầy đủ trung vi lượng, cho nên mình phải bón riêng, bón thêm cho cây mình nó đủ cái trung vi lượng để lúc mà cái trái của mình nó đậu ra nó sẽ tròn đều như thế này, nó xanh và nó không có bị méo quả, bị lệch tâm. Thì cái đó bà con mình lưu ý phần gốc là mình sẽ dùng hai cái loại, đó là loại NPK 3:18 và cái trung vi lượng mít combi để mà mình rải. Còn ở trên lá thì lúc này bà con mình phải phun dưỡng. Thì khi cây của mình đã nhú hoa rồi, đã hình thành hoa thì cái nhu cầu về bo nó sẽ giảm xuống mà sẽ tăng cái nhu cầu về canxi lên. Thì lúc này bà con mình sẽ bổ sung canxi để mà phun. Thì mình dùng sản phẩm là canxi, magie, bo, kẽm để mà mình phun. Kết hợp với đó là axit amin. Axit amin thì nó giúp cho những cái cây của mình nó hấp thu được cái dinh dưỡng vi lượng tốt hơn, và giúp nó, trong đó nó có một cái hàm lượng đạm hữu cơ tự nhiên, nó giúp cho những cái lá đài của mình nó phát triển một cách tốt nhất để sau này cái trái bưởi của mình nó có cành có lá để bà con mình bán cho nó cao giá. Và kết hợp với đó là cái sản phẩm vi lượng FE Plus. Mình dùng 3 sản phẩm đó mình phun thôi. Mình phun định kỳ khoảng độ 7 ngày mình phun một lần. Kết hợp với lại các cái công thức phun bỏ trĩ và phun khoảng độ 2 lần nấm với khuẩn trong giai đoạn là cây của mình nó ra hoa. Như vậy là bà con mình dưỡng hoa ổn. Còn một cái nữa là bà con mình cũng cần phải quan tâm, đó là vấn đề đi đọt. Thì hiện tại vườn của mình cây là chưa có đi đọt, đi đọt rất là ít ha. Thì những vườn như thế này khả năng rất là cao là khi mà mình lặt lá xong khoảng độ 15-20 ngày nữa thì những vườn như thế này nó sẽ đi đọt. Thì bà con mình phải cực kỳ chú ý về cái vấn đề cây mình đi đọt lúc mà cây mình ra hoa. Nếu như cây mình ra hoa như thế này, đối với những bông hoa này nó ra cỡ này thì nó khoảng tầm 10 ngày nữa nó sẽ nở. 10 ngày nữa là cái hoa này nó sẽ phát triển và nó sẽ nở. Thì lúc này nếu như đọt mình bắt đầu mới nhú thì bà con mình phải có phương pháp chặn đọt. Vì nếu như không chặn đọt thì 10 ngày sau lúc hoa mình nở là lúc đó cơi đọt mình nó đi đồng loạt, đi rộ luôn. Thì lúc đó nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng. Đối với cây bưởi da xanh thì khi mà ra hoa và ra đọt cùng một lúc thì toàn bộ dinh dưỡng của cây nó sẽ tập trung nuôi cái phần đọt, và dư bao nhiêu thì nó mới đẩy xuống bông, dẫn tới là những cái bông của mình nó sẽ rất là ốm và nó bị rụng quả, rụng hoa, hoặc là nó làm cho cái quả của mình nó bị méo quả lệch tâm do là cạnh tranh dưỡng đi đọt. Thì bà con mình phải chú ý khi mà lặt lá xong cây của mình bắt đầu nhú hoa thì mình phải kiểm tra được cái cơ đọt của mình. Mình kiểm tra phần trên đỉnh nó nhú đọt chưa, và nó nhú đọt bao nhiêu phân để mình có phương pháp là chặn đọt.
hay là dìu đọt cho nó phù hợp. Thì bà con mình muốn biết cách mà chặn đọt hay là dìu đọt như thế nào thì bà con mình có thể tìm cái video mà Minh Khoa mới đăng trước đây về cách mà mình chặn đọt, quản lý đọt khi mà cây bưởi của mình nó ra hoa. Thì bà con mình lưu ý về phần đó. Thì hôm nay Minh Khoa đến thăm vườn ở khu vực Bình Phục Nhất của tỉnh Chợ Gạo Tiền Giang. Thì thăm vườn bưởi này thì Minh Khoa thấy là đối với vườn này cái quy trình tạo mầm hoa cái kết quả rất là đạt. Bởi vì hiện tại cây mình chuẩn bị lạc lá là đã nhú hoa, cái tỷ lệ nhú hoa trên vườn rất là đều. Cây nào cũng có nhú hoa, mỗi cây 5-7 chùm, có cây hàng chục chùm. Như vậy là cây mình tạo mầm rất là tốt, cũng như là cái lá mình nó đang giữ được cái độ dày và độ giòn. Đó, cành nhện thì đã cương rất là nhiều rồi. Cho nên mình lạc lá vào thì mình qua chắc chắn là vườn này sẽ rất là hiệu quả. Thì sau này tiếp theo lúc mà nó đậu quả rồi thì mình qua sẽ quay trở lại vườn này để hướng dẫn cho bà con của mình cách mình tỉa những cái trái, lựa những cái trái nào đẹp để mình giữ lại, cũng như là phòng bọ xít muỗi, rồi quy trình bón phân, mình nuôi trái 4 tháng đầu rồi 4 tháng cuối như thế nào thì cập nhật vườn này bà con xem. Thì trong thời gian sắp tới thì mình qua đi vườn thăm tư vấn tại vườn cho bà con mình rất là nhiều. Thì bà con nào mình đang có thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc bưởi da xanh hay là về cái kỹ thuật làm bông, nuôi trái, dưỡng trái, chăm sóc cây con, tỉa cành tạo tán, tất cả những gì liên quan tới cây bưởi xanh hay là các loại cây ăn trái khác thì bà con mình có thể liên hệ qua Minh Khoa qua số hotline 0988 68991. Thì đây cũng là cái tổng đài để bà con mình đặt hàng nếu như bà con mình muốn mua những sản phẩm mà Minh Khoa giới thiệu ở trong các cái video này. Thì bà con mình xem video thấy hay và ý nghĩa thì có thể là nhấn đăng ký kênh để sau này khi Minh Khoa ra những video mới thì bà con mình dễ dàng nhận được thông báo. Thì cảm ơn bà con đã theo dõi video và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.